Kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin kết nối Việt Trung của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất, được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2024. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Biên Ba Chassi. Tại buổi tiếp, chào mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Biên Ba Chassi sang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, phía Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2024. Về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc và Ủy ban Dân tộc của Việt Nam phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên hơn về những vấn đề cùng quan tâm như xây dựng chính sách, huy động nguồn lực chăm lo cho đồng bào dân tộc. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Biên Ba Chassi cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp trong lần đầu tiên ông đến thăm Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác về công tác dân tộc giữa hai ủy ban dân tộc của hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng qua các hoạt động trao đổi, giao lưu cởi mở, quan hệ hợp tác trong công tác dân tộc giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, bất chấp những diễn biến khó khăn của kinh tế, thương mại toàn cầu, xung đột địa chính trị, thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc đang phục hồi ấn tượng. Số liệu mới từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 27,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc với kim ngạch ước đạt 67 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7%. Nhập siêu từ Trung Quốc đạt 39,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 67,9%. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Đáng chú ý, thương mại song phương hai nước còn nhiều dư địa tăng trưởng dựa trên nhiều thỏa thuận hợp tác song phương cũng như các hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước. Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường có khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất với 2,2 triệu lượt, chiếm 25,8%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt 1,8 triệu lượt, chiếm 21,4%. Riêng hai thị trường này đóng góp 47,2% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua. Đặc biệt, lượng du khách từ Trung Quốc đã tăng 229,4% so với cùng kỳ năm 2023. Những tín hiệu tích cực này đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể kể tới một vài lý do như nền kinh tế thế giới đã dần phục hồi và ổn định hơn sau dịch. Các chuyến bay thẳng từ các quốc gia khác đến Việt Nam ngày càng đa dạng hơn, giúp du khách thuận tiện hơn khi di chuyển và tiết kiệm được ngân sách. Cùng với đó, việc Việt Nam áp dụng chính sách visa mới cũng tạo nên sự hấp dẫn và gia tăng sức cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam. Đầu tháng 7, hãng hàng không Vietjet Air đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Sau các đường bay đến Thượng Hải, Thành Đô, Vietjet Air đã tiếp tục mở đường bay thẳng kết nối Tây An, một trong những điểm đến lịch sử văn hóa hàng đầu tại Trung Quốc, với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu Việt Nam. Với 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, hơn 4 giờ bay mỗi chặng, đường bay mới sẽ góp phần phát triển hơn nữa du lịch, quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa người dân và du khách hai địa phương, hai quốc gia láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, cũng như mở rộng hơn nữa trong khu vực với mạng bay của Vietjet Air. Tây An là một trong 4 kinh đô lịch sử của Trung Quốc, nổi tiếng với các di sản văn hóa hàng đầu thế giới như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nơi thu hút vốn FDI lớn nhất trong số các thành phố miền Tây Trung Quốc, khởi nguồn của con đường tơ lụa huyền thoại. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh với dân số gần 10 triệu người là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nổi bật với nhiều nét văn hóa đặc sắc và kết nối thuận tiện với khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch hàng không, Trung Quốc luôn là thị trường quan trọng đối với ngành hàng không Việt Nam. Trước dịch COVID-19, tổng dung lượng thị trường hàng không giữa hai nước năm 2019 đã vượt qua con số 3,1 triệu khách. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, khoảng 30% trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam và có mức chi tiêu tốt. Chiều ngược lại, du khách Việt Nam cũng nằm trong top những thị trường khách nước ngoài đến Trung Quốc nhiều nhất.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kết nối Việt Trung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.